Chào mừng các bạn đã đến với Cú Ca Channel. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách kiếm 5.000 đô la online trong vòng 5 tháng. Vì sao mình thực hiện thử thách này? Các bạn biết đó, dịch bệnh thì vẫn chưa yên ổn. Mọi người thì vẫn phải làm online hoặc làm ở nhà. Để nhiều người thì cũng chẳng có việc làm, phải giết thời gian bằng cách chơi game, lướt Facebook. Nói chung là vừa mất thời gian mà vừa chẳng được gì các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách này cùng với các bạn. Các bạn có thể theo cái hành trình của mình để xem chúng ta có thể kiếm được 5.000 đô la trong vòng 5 tháng không nhé các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm công việc gì để kiếm tiền? Đương nhiên là công việc online rồi các bạn. Mình có nên bán hàng online không nhỉ? Bán hàng online thì chúng ta phải tìm kiếm sản phẩm này các bạn. Nhập hàng về kho, sau đó tạo phễu marketing, rồi ta lập website, tìm đơn vị vận chuyển, tư vấn, chốt đơn. Quá nhiều công việc các bạn, quá nhiều công việc. Như vậy thì mình sẽ làm cái gì các bạn? Mình sẽ nhặt airdrop tiền ảo. Vậy airdrop là gì? Khi mà các nhà phát hành tiền điện tử á, họ muốn quảng bá đồng tiền của mình á, thì họ sẽ đưa ra các phần thưởng để thu hút cộng đồng tham gia. Ví dụ như là họ sẽ yêu cầu chúng ta like bài viết của họ này, share bài viết của họ nè, hoặc là Twitter, join nhóm Telegram. Nói chung những nhiệm vụ này đơn giản và ai cũng có thể làm được. Thì cũng khi chúng ta thực hiện những nhiệm vụ của họ, thì họ sẽ dùng chính đồng tiền họ tạo ra để phát cho chúng ta. Đó gọi là airdrop. Chúng ta chỉ đơn giản chúng ta nhận tiền của họ thôi. Ban đầu thì những cái phần thưởng này nó không lớn lắm. Nó tầm vài đô, vài chục đô, cao lắm là vài trăm đô nếu những nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên thì sau một thời gian, những đồng tiền ảo này dưới sự phát triển, sự điều hành của họ, nó sẽ tăng giá lên gấp 10, gấp trăm lần các bạn. Như vậy thì liệu có hiệu quả không? Liệu phương pháp kiếm tiền này có hiệu quả không các bạn? Thì mình sẽ cho các bạn xem một vài ví dụ về sự tăng trưởng điên cuồng của thị trường điện tử và những đồng tiền từng được phát không, bây giờ thì giá nó như thế nào các bạn. Ví dụ đầu tiên đó là đồng Bitcoin. Đồng Bitcoin các bạn ạ. Đồng đây là đồng quá nổi tiếng rồi. Thì dữ liệu thì chỉ tới trên CoinMarketCap thì nó có dữ liệu tới năm 2014 các bạn ạ. Năm 2013. Thì xem như là đây là cũng dữ liệu này cũng không phải là đầu tiên các bạn. Đầu tiên thì đồng Bitcoin được tạo ra giá trị nó vô cùng thấp. 2.000 đồng Bitcoin chỉ mua được một cái bánh pizza thôi các bạn ạ. Nhưng mà tới ngày nay thì nó đã trị giá 61.000 đô la. Năm 2013 khoảng 100 đô một Bitcoin năm 2013. Thì bây giờ nó đã lên 63.000 đô la một Bitcoin. Nó tăng bao nhiêu lần các bạn? Tăng 60.000 lần. Tăng 60.000 lần các bạn. Chỉ trong vòng khoảng chưa tới 10 năm. Tăng giá phi mã. Và bạn nên nhớ là khi đồng Bitcoin được tạo ra ban đầu, nó được phát không cho cộng đồng, giống như hình thức mình chuẩn bị làm nha các bạn. Tiếp theo là một ví dụ khác, đó là đồng Doge. Đồng Doge này là đồng này được tạo ra để chế giễu đồng Bitcoin. Đồng này tạo ra chế giễu đồng Bitcoin. Khi mà đồng Bitcoin bắt đầu tăng giá mạnh thì có một nhóm phát triển, họ tạo ra đồng Doge này chỉ để mua vui thôi và họ phát không cho cộng đồng mỗi người một ít vậy. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì các bạn biết rồi, đồng Doge này đã tăng giá hàng trăm ngàn lần. Và cao điểm nó đạt gần 1 đô la một đồng Doge, từ con số quá nhiều số 0. Năm 2014 giá của nó quá nhiều số 0, nó có tới 2 số 0 phía trước và 3 số 0. Bây giờ nó tăng lên gần 1 đô la. Thì các bạn có thể thấy những đồng tiền ảo đã từng tăng rất nhiều lần và nó đã từng được phát không các bạn ạ. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được nên những đồng tiền chúng ta nhặt ban đầu chỉ giá trị khoảng vài đô la thôi, vài trăm đô la thôi, nhưng mà nó sẽ tăng lên thành hàng ngàn đô la các bạn, hàng chục ngàn đô la đó. Như vậy thì các bạn thấy cái thử thách của mình có khả năng thực hiện được không các bạn? Nếu các bạn quan tâm đến thử thách này, các bạn hãy bước qua video tiếp theo. Chúng ta cần chuẩn bị gì để bắt đầu nhặt tiền điện tử? Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trong hành trình thử thách này. Cảm ơn các bạn.